Trần Lệ Xuân, số phận chìm nổi của đệ nhất phu nhân. Phần 3, những scandal tình ái. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Dung Lịch Sử. Các bạn thân mến, hẳn sau video Trần Lệ Xuân, số phận chìm nổi của đệ nhất phu nhân phần 1 và phần 2, các bạn đã có cái nhìn khái quát về con người cũng như giấc mộng chính trị của người phụ nữ này. Trong phần 3 này, Chân Dung Lịch Sử xin gác lại con đường chính sự của bà để có thể giới thiệu tới các bạn một góc nhìn khác về bà Trần Lệ Xuân, góc nhìn tình ái. Mời các bạn lắng nghe Trần Lệ Xuân, số phận chìm nổi của đệ nhất phu nhân phần 3, những scandal tình ái. Một, mâu thuẫn với mẹ đẻ từ nhỏ. Như chúng ta đã biết, Trần Lệ Xuân được sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc, có cuộc sống sung túc, giàu có, đầy đủ vật chất. Nhưng bà đã từng thú nhận rằng bà lớn lên trong sự nặng nề, thiếu thốn tình cảm mẫu tử do mẹ bà muốn sinh con trai. Ngay từ lúc nhỏ, bà đã có suy nghĩ muốn thoát khỏi gia đình càng sớm càng tốt. Vào năm 1935, lúc ấy bà mới 11 tuổi, bà vô tình bắt gặp mẹ mình đang ngoại tình với ông Le Bon, một luật sư người Pháp ngay tại phòng ngủ của bố. Vốn đã không hòa hợp với mẹ mình, chứng kiến cảnh ấy, bà lại càng thêm căm ghét mẹ. Mối quan hệ giữa hai mẹ con từ đó rạn vỡ thực sự. Việc bà thân thị nam chân cắm sừng chồng khiến cho ông Trần Văn Trương phải chuyển văn phòng luật từ Sài Gòn ra Hà Nội vì thất cử chức Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh tế và Lý tài Đông Dương. Lệ Xuân sống cùng người chị phóng túng, người mẹ đa tình, nên từ nhỏ đã ít nhiều bị ảnh hưởng. Vì bà tiếp xúc với văn hóa Pháp từ bé, nên biết nhiều về kiến thức tình dục qua những quyển sách Pháp. Lệ Xuân cũng muốn được nhiều người đàn ông si mê. 2. Cuộc tình đầu tiên. Trần Lệ Xuân, một cô gái mới lớn, đã đem lòng thích họa sĩ Lê Phổ, người đến vẽ chân dung cho mẹ mình và cũng là nhân tình của mẹ. Với cái nhìn của một người đàn ông từng trải, Lê Phổ biết ngay suy nghĩ của Lệ Xuân. Ngay sau khi vẽ xong chân dung cho bà Nam Trân, Lê Phổ đã chủ động đề nghị vẽ tặng cho Lê Xuân một bức chân dung làm kỷ niệm. Dần dần, sau các buổi làm mẫu, Lệ Xuân đã có cảm tình với anh chàng họa sĩ có đôi tay tài hoa và cái miệng giỏi tán tỉnh phụ nữ. Giữa hai người phát sinh tình cảm, bất chấp tuổi tác chênh lệch. Và rồi sự xung khắc giữa Lệ Xuân và bà Nam Trân xảy ra như cơm bữa. Thấy mẹ biết được, Lệ Xuân lại càng bướng bỉnh đối đầu. Có lần không thấy Lệ Xuân ở nhà, bà đã đến nhà Lê Phổ và bắt gặp hai người trên giường. Bà giận dữ tát Lê Phổ và đòi kiện ra tòa. 3. Mối tình với Ngô Đình Nhu, cũng là chồng của Lệ Xuân. Cậu ấm Ngô Đình Nhu khác với cậu ấm ăn chơi khác. Nhu chỉ thích vùi mình vào sách vở và chưa từng biết đến mùi vị đàn bà, mặc dù cũng đã nhiều tuổi. Nhu gặp Lệ Xuân trong một buổi khiêu vũ và bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của bà. Do có cuộc sống khác với giới thượng lưu nên Nhu không biết nhảy, cũng không biết tán tỉnh, nịnh đầm và không có bạn gái nên chỉ ngồi ở góc phòng với cốc nước ngọt, xem mọi người khiêu vũ. Mặc dù chàng thanh niên ấy đã tốt nghiệp đại học loại giỏi bên Pháp và hiện giữ một vị trí quan trọng ở thư viện Đông Dương. Từ lâu, Nhu đã nghe danh hai cô con gái nhà luật sư Trần Văn Trương có sắc nước hương trời, thông minh khéo léo không ai sánh bằng. Và trong buổi khiêu vũ ấy, Nhu như bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Từ hôm đó, Nhu luôn xuất hiện trong những buổi chiêu đãi rùm beng. Không đầy nửa tháng sau, gia đình Nhu mang đồ sinh lễ từ Huế ra Hà Nội để dạm hỏi cô tiểu thư thứ hai nhà họ Trần cho cậu ấm thứ tư nhà họ Ngô. Hôn lễ của hai người diễn ra long trọng tại nhà thờ lớn Hà Nội với sự hiện diện của đức cha Treasure cùng mấy chục linh mục Tây, Ta và các nữ tu. Đám cưới được tổ chức long trọng với sự tham gia của những người Tây Đầm, Nhật Kiều, Hoa Kiều, các quan tuần, tổng đốc và được xếp vào đám cưới hoành tráng nhất thời bấy giờ với mấy chục chiếc xe hơi đậu chật hai bên đường Gambetta. Tất cả toát lên vẻ giàu có của hai họ Ngô Trần. Thực chất, ban đầu Lệ Xuân không hề có ấn tượng gì với Nhu, nhưng vì muốn thoát khỏi gia đình và những trận cãi vã với mẹ, Lệ Xuân quyết định quyến rũ Nhu, dù khi đó Nhu đã cầu hôn với cô con gái thứ của cụ Án Long, em vị ngự tiền văn phòng hoàng đế. Gia đình Ngô Đình Nhu
cảm thấy không hài lòng với người con dâu này. 4. Nghi vấn có quan hệ bất chính với Bảo Đại. Không phải sau khi cưới Ngô Đình Nhu, Lệ Xuân mới có điều kiện giao du với giới thượng lưu, mà ngay khi chưa lập gia đình, bà đã giao du với nhiều quan khách, tướng tá trong và ngoài nước. Một trong số đó chính là vua Bảo Đại. Như chúng ta đã tìm hiểu, thì Bảo Đại là người phong lưu, ăn chơi. Hai người gặp nhau không ngừng tâng hứng nhau như rất tâm đầu ý hợp. Những người trong triều có kể lại rằng, gia đình họ Ngô khi rước cô con dâu Trần Lễ Xuân về cũng là rước luôn bao lời đàm tiếu, dị nghị bởi vẻ ngoài lẳng lơ, đầy khiêu gợi. Cô con dâu lãng mạn và hết sức tân thời này còn làm xáo trộn cả nề nếp gia phong bằng lối giao du phóng túng với đủ loại quan Tây, quan ta. Khi bị Ngô Đình Khôi nhắc nhở, bà lấy cớ là vào cung thăm bà Từ Cung và nhân có nhà vua ở đó nên ngồi nói chuyện vui chứ không phải là có tình ý gì. Nguyễn Đệ là đồng lý của Bảo Đại, cũng là anh trai của cô Nghĩa, đã hứa hôn với ông Ngô Đình Ngô trước kia, nói: làm gì có chuyện đàng hoàng giữa một ông vua trẻ tuổi với một cô gái lãng mạn vào phòng đóng kín cửa hàng giờ đồng hồ. Thời gian Nam Phương Hoàng hậu sang Pháp để chăm cho các con học, Lễ Xuân thường xuyên qua lại trốn hoàng cung. Khi Bảo Đại nói về Đà Lạt nghỉ dưỡng, Lễ Xuân cũng lấy cớ về nhà ngoại thăm bố mẹ đẻ. Nguyễn Đệ thẳng thắn nói: Lễ Xuân đúng là bao tự, người đàn bà làm u vương nhà Chu mất nước. 5. Chuyện tình một đêm của Lễ Xuân và tướng Nguyễn Văn Hình. Nguyễn Văn Hình là con của một cựu thủ tướng. Ông có biệt danh là Hùm Xám Cai Lậy. Ông tốt nghiệp quan không quân Pháp. Khi Mỹ đưa Diệm về làm thủ tướng năm 1954, Pháp đã xui Hình, đảo chính, lật đổ Diệm. Trong khi hai anh em Diệm Nhu đang không biết tính thế nào để đối phó thì Trần Lễ Xuân đã xin phép được gặp Hình để nói chuyện. Nói xong, Lễ Xuân tự mình lái xe đến gặp Hình. Một người đàn ông trẻ, đầy sinh lực, sau khi gặp Lễ Xuân đã hồn siêu phách lạc. Lễ Xuân lạnh lùng nói: anh không thể phản loạn được. Hình đáp: anh có thể bắt giữ em làm con tin ngay bây giờ và em sẽ là của riêng anh. Thần sắc của Lễ Xuân đã làm Hình bối rối và ông nói sẽ rút quân. Hình có tâm sự rằng: mà thấy em duyên dáng và dễ thương, nhạy cảm, có ma lực thu hút phái nam. Ngồi nói chuyện, mà thấy chân cẳng em thay đổi hoài. Đàn bà như vậy ghê lắm, mấy con đầm cũng vậy. Thằng chồng mà thiếu bản lĩnh, thể nào cũng bị nó cho mọc sừng. Và thế là người ta thấy sau đó, Bộ Tổng Tham mưu thường xuyên xuất hiện bóng hồng của Lễ Xuân, thậm chí còn đi Đà Lạt cùng nhau. 6. Chuyện tình đẫm máu với tướng Trần Văn Đôn. Bên cạnh Hình có một sĩ quan tên là Trần Văn Đôn. Anh ta phong độ, nam tính, cơ bắp và đẹp trai hơn cả Hình. Do thường xuyên gặp Hình nên với vẻ lẳng lơ của mình, chẳng mấy chốc mà Lễ Xuân đã khiến Đôn mê đắm như bị bỏ bùa mê ngải lú. Tình cảm này là tình cảm đặc biệt của Lễ Xuân. Dù cuộc tình vụng trộm ấy được giấu kín, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Các tướng lĩnh, binh sĩ, sĩ quan đều biết và bàn tán. Nhanh chóng, thông tin đã đến tai của Ngô Đình Nhu. Ông quyết định nhờ cố vấn miền Trung là Ngô Đình Cẩn ra tay bằng cách thuyên chuyển Trần Văn Đôn ra Huế. Lễ Xuân biết âm mưu của chồng là muốn ngăn cản bà gặp Đôn nên đã hẹn gặp người tình lần cuối ở Đà Lạt. Nhân lúc họ Ngô đang phải lo tập trung đối phó với các tướng tá nhằm bảo vệ quyền bính cho dòng họ Ngô Đình, bà lên Đà Lạt trang trí lại phòng ngủ tại biệt điện của cựu hoàng Bảo Đại cho thật lộng lẫy, rồi gọi điện cho người tình là Trung tướng Trần Văn Đôn. Nhận được điện thoại, Đôn lái xe đến Đà Lạt. Các bà vợ của Hình, Đôn đã biết và quyết tâm sẽ cho Lễ Xuân một bài học. Nhưng vợ tướng Hình là dân Tây nên coi đó là việc bình thường. Còn vợ Đôn với máu sư tử Hà Đông thì xác định là không thể để yên. Đến 10 giờ tối, Đôn lên đến Đà Lạt. Vừa bước vào biệt điện, cả hai đã lao vào nhau như hổ đói vồ mồi, báo hiệu một cuộc tri hoan ngây ngất. Trong lúc hai người đang say đắm trong tình ái, một chiếc xe hơi gắn bảng đỏ 2 sao hung dữ lao nhanh húc tung cả barrier chắn cổng, khiến tên lính gác không kịp trở tay. Một người phụ nữ béo trắng, ăn vận sang trọng, đẩy cửa bước ra, mặt đằng đằng sát khí. Đó chính là vợ của Trần Văn Đôn. Bà chạy về phía phòng,
đạp cửa và bắt tận tay đôi gian phu dâm phụ đang trên giường. Vợ Trần Văn Đôn với ánh mắt đầy sát khí, rút khẩu súng lục ra và chĩa thẳng vào Lệ Xuân quát. Muốn sống thì ngồi im. Thấy vậy, Đôn nhanh tay cướp súng của vợ cho nhân tình chạy thoát. Quá tức giận, vợ Đôn bóp cò trúng vai Lệ Xuân. Lệ Xuân ôm lấy một bên vai gục xuống, máu loang thấm đỏ cả giường. Đôn hoảng sợ thét lên. Vợ Đôn chạy ra xe ra về. Sau này bà kể lại, thật tình tôi định nhắm bắn vào chỗ kín cho mụ ấy bỏ cái thói lang chạ với chồng người khác, nhưng tại vì run tay để mũi súng chếch lên phía trên nên đạn mới trúng vào vai. Số mụ ấy còn may lắm, đạn chếch xuống tim là coi như mụ ấy đi đời nhà ma. Nghe tiếng súng, người lính gác hớt hải chạy vào bên trong thì thấy cảnh Lệ Xuân lõa lổ, một tay ôm vai đầy máu. Tướng Đồn thì mặt tái lên, gọi bác sĩ và không quên nhắc tên lính phải giữ bí mật. Lúc đó, bác sĩ đến và kết luận đạn bị kẹt ở xương vai, phải mổ lấy ra và cuộc phẫu thuật này sẽ để lại sẹo cho phu nhân Lệ Xuân. Ngay đêm đó, lính gọi cho ông Nhu nói rằng bà cố vấn cưỡi ngựa tập bắn súng bị tai nạn. Nhu đã cử máy bay đến Đà Lạt đón vợ, bay thẳng sang Manila, đến một bệnh viện hiện đại của Mỹ để cứu chữa mà không mảy may nghi ngờ. Bởi vì trước đó, bà đã phát động phong trào phụ nữ bán quân sự nên thường xuyên tập cưỡi ngựa, bắn súng. Nhưng ngay sau đó, ông Nhu nhận được mật báo rằng Trần Lễ Xuân bị vợ của tướng Đôn bắn vì ghen chứ không phải là do tập ngựa. Ông cảm thấy bất lực trước người vợ trăng hoa của mình. Từ đấy, Nhu tìm cách quên đi nỗi nhục bị vợ cắm sừng bằng khói thuốc phiện và vùi đầu vào công việc suốt ngày đêm. Còn em trai Ngô Đình Cẩn thấy vậy, liền bay vào Sài Gòn, đòi triệu tập họp gia đình để xử người chị dâu dâm loạn, làm xấu thanh danh họ Ngô. Lúc ấy Ngô Đình Diệm cũng vừa ở Mỹ về. Tổng giám mục Ngô Đình Thục ở Vĩnh Long cũng được mời lên Sài Gòn. Ngô Đình Cẩn đã chủ trì cuộc họp trước sự im lặng tuyệt vọng của ông chồng bị mọc sừng. Không khí vô cùng căng thẳng. Đình Cẩn kiên quyết nói: chúng ta không thể để một người đàn bà tác yêu tác quái bôi cho chát chấu lên mặt tất cả những người trong dòng họ Ngô được. Đường đường là một dòng họ cầm quyền một nước mà để cho thiên hạ cười vào mặt vì một người đàn bà. Chẳng lẽ cả Đức cha, anh Tổng thống cũng sợ con quỷ cái ấy à? Hay là chị ta có bùa mê, thuốc lú, làm cho ai nấy mụ người mê mệt cả rồi? Các anh không nhớ, lúc mới cưới chị Xuân về, anh cả Tổng đốc Ngô Đình Khôi xem tướng đã nói, cái thứ đàn bà này rồi về sau phá hại cả họ Ngô cho mà coi. Đình Cẩn còn nói, thiên hạ đồn rằng Lệ Xuân còn muốn quyến rũ anh trai chồng là Ngô Đình Diệm để lên làm đệ nhất phu nhân. Diệm ngay lập tức phủ nhận và khuyên Cẩn không nên nghe lời thiên hạ. Ông chồng mọc sừng Ngô Đình Nhu thì chỉ biết im lặng đứng lên bỏ ra ngoài. Đầu cúi gằm, mặt rầu rầu như đưa tang. Tối hôm đó, Nhu viết thư cho vợ với câu cuối là: em hãy tự xử đi. Sau khi đọc xong thư, bà quyết định sang Pháp tịnh dưỡng chứ chưa về Việt Nam ngay. Gần một tháng sau, Nhu nhận được một lá thư của vợ gửi về từ Paris. Bức thư khá dài với những lời lẽ thiết tha ân hận, van xin tha thứ, rồi hứa sẽ không tái phạm. Điều này làm Nhu xúc động và tha thứ cho vợ. Ông Nhu quả là vẫn rất yêu vợ. Thế nhưng câu chuyện tiếp diễn thế nào? Trần Lễ Xuân có thực sự hối lỗi hay vẫn ngựa quen đường cũ? Mời các bạn cùng đón xem ở video tiếp theo nhé! Các bạn vừa theo dõi Trần Lễ Xuân, số phận chìm nổi của đệ nhất phu nhân phần 3, những scandal tình ái. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các video về Trần Lễ Xuân phần 4 và các câu chuyện, giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.